Chào các bạn nha. Hôm qua thì mình có đặt mua một cái gimbal DJI Ops Mobile 3 ở Amazon Nhật Bản nhé. Thì hôm nay mình đi làm về thì bây giờ mình sẽ đi ra Combini để mình sẽ thanh toán cái hàng hôm qua mình đặt mua trên Amazon. Bây giờ mình sẽ đi ra Combini ở gần nhà mình. Đây là Combini Lawson. Đây là cái máy thanh toán tiền. Còn bấm vào đây. Đây bấm vào Oshi. Oshi Harai đây. Nhập mã số ở mail. Nghĩa mail đúng không ạ? Rồi ấn vào chữ ghi ấy. Mình xác nhận chú ý cái mail đấy gửi đến cho mình có đúng hay không. Rồi, tiếp theo mình bấm mã cặp cái ninh băng gồ cặp cái ninh băng gồ 4.8 TV. Đây. Đây mình có mua cái gimbal DJI Ops Mobile 3 ở Nhật này, hay đúng thông tin của mình. Đây sẽ là một cái hóa đơn. Đây các bạn cầm cái hóa đơn này lại cho cái gì để thanh toán. Thanh toán cái này. Ở xe đây, ở nè xe mời. Hết. Ở nè xe mời. Hãy. Chờ một tí các bạn, chờ một tí là sẽ có hóa đơn. Hey, arigatou. Đây sẽ có cái hóa đơn này các bạn. Hóa đơn này các bạn cầm cái hóa đơn và dấu về chờ nhận hàng thôi. Đây chờ xong. Thank you.